Một em rô quái vật. Wow, lần đầu tiên em câu được một em rô như thế này. Từ 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 dính dính cước rồi. Kim chi mà lại được hết. Đó. Từ từ dính dính. Hồ bên này nay còn con nào cũng con đấy không á? Đu rồi rồi. Đây. Hôm nay đi câu với anh Tài quả thật là may mắn đấy anh Tài. Ồ. Để mình phải đo đo con rô này thế nào đó. Đây các bạn xem nhé. Cái này mới đúng là quái vật này. Đây. To hơn cả cái dép của mình. Hơn cả một gang luôn này. Ai, cái này gọi là quái vật. Đâu con rô quái vật của anh Tài đâu? Quái vật đây, đây. Bỏ vào đây. Đây mới gọi là quái vật. Rô quái vật của anh Tài đây hả? Đây. Đây, đây là em chép thứ hai của Dừng Dính. Wow, rồi Dừng Dính để xuống đo khoảng đo trọng lượng. Ô, cái cước của anh Dính với cước của em thì đứt mất dép rồi. Ồ, vậy chứng tỏ hôm nay mồi ngon đúng không? Ừ. Mồi quá ngon. Anh thả xuống đi. Đấy. Con này thì con rô kia thì không xi nhê gì cả. Rồi. Chép này phải tầm tầm phải gần ký đấy. Đấy. Hơn một gan. Hơn một gan, gần một ký đấy, Dừng Dính nha. Đúng rồi. Đùa đó. To nhỉ. Tét mồm luôn mà. Tét mồm. Tội chứ. Cước to đó. Cước to đó chứ cước nhỏ như của em thì không không. Con này nó nuốt còn mình bao nhiêu lưỡi này. Ừ. Đấy giờ thấy tăm nhiều lắm. À. Thấy tăm to, tăm nào, tăm nào. Ôi. Sướng nhỉ. Không thể tả được cái độ sung sướng. Tôi tài tiếc rồi. Tiếc chưa?